Xin chào toàn thể bà con em. Hôm nay Đức Tuấn xin giới thiệu đến anh em một cái bàn điều khiển mini USB. Giao thức nó là giao thức là kết nối qua lệnh MIDI, rất là nhỏ gọn và giá rất là bất ngờ, giá rẻ lắm. Anh em dùng cái dòng Behringer SR XA12-16-18 thì có thể dùng cái này để mình kết nối điều chỉnh cái fader cũng như là mood. Mình không cần nhiều đâu, mình chỉ cần đơn giản thôi, chỉnh fader thôi. Anh em nào cầu kỳ hơn thì coi các cái video trước của mình chỉnh full ở trên XTUS thì nó có tất cả, nhưng mà giá nó đắt. Chuyên nghiệp thì giá nó không thể rẻ được. Còn cái này dành cho chúng ta đi làm show, chúng ta tiện khỏi có mở máy tính mới đồ lên, nó cứ chạy bình thường. Đây, kênh channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, 6 link nè. Cái này mình cho organ nè. Channel 7 là mình chơi cho drum nè, drum cajon nè. Channel 8 nè, Vita nè. Channel 9 nè. Bắt đầu sang channel bên này là master. Cái này thì mình chỉnh cho cái 11 và 12. Thì cái đây là đường mở nhạc trên máy tính qua sao cả. Cái này là USB, trên đây là cái Micro XR12, nó có cái đường cắm USB mở nhạc. Mình muốn chỉnh cái đường nào tùy mình chọn thôi. Đây là 4 cái vợt, 4 cái effect, 1, 2, 3 và 4. Cái đây là trống. Bắt đầu cái đây là bus 1. Bus 1 tức là mình gửi cái bus qua bus sub nè. Bus 2 là mình gửi qua cái effect rồi. Mình thích chơi một effect rồi nữa, mình send nó qua cái Alex nè. Rồi, send nó qua cái Alex. Đó, mình chỉnh hết đâu đó rồi. Ví dụ mình mở lên mình chỉnh, mình chỉnh bass chép được trên này. Xong từng chắc ok hết rồi đúng không? Đây, chúng ta kiểm tra cái bass. Coi thử cái sub, tỷ lệ sub nhẹ này lớn nhỏ được chưa, và cái send qua phép rời bên ngoài. Mình click right đây. Đang ok rồi, chúng ta mình làm thêm một cái băng nữa là nó có hai cái mood. Băng 2. Rồi vẫn được control được các cái fader như thế này. Mirror XR12 thì nó có 4 đường ream, chúng ta dùng 4 mic. Đó. Rồi, cái này organ. Cái này trống. Cái này guitar. Rồi, hai cái này là băng này không dùng nữa, bắt đầu chúng ta mood này. Mood này. Mood cái 4 group nè, group 4 nè, group 3 nè. Cái này group này mình muốn nhóm gì vô mình nhóm. Anh em mình nhóm vô là group 3 là mood 1, effect 1. Mood 4 là mood effect 4 và effect 2. Effect 3 để lại bởi vì effect 3 mình để cho mình cái băng này mình chơi cho acoustic, cho guitar. Mình để cho guitar thùng. Đó, còn effect 1 thì mình nếu mình muốn để nói thì mình để effect 1. Còn mình để mood hẳn luôn thì mất effect của micro luôn. Mất hẳn effect micro luôn. Bao nhiêu này đủ dùng rồi anh em. Anh em yêu cầu cao thì qua XTUS chuyên nghiệp full. Còn anh em yêu cầu rẻ mà đáp ứng được tình huống đi làm show, chỉ cần có để control fader thôi. Thì đây, chúng ta không cần mình phải mở cái phần mềm này lên. Không cần phải mở. Mình tắt đi bình thường. Ví dụ như anh em mở nhạc. Mở nhạc cho tiệc cưới hay là gì đó cứ bình thường không sao hết. Mình cứ mở bình thường đi. Nhưng mà trong cái điều chỉnh này thì mình điều chỉnh thì nó vẫn cứ ăn bình thường nha. Bốn fader nè, bốn fader, bốn drum mình giờ mình sụp xuống hết nè. Mình qua đây mình kiểm tra nè, nó sụp xuống hết rồi đó.
đó, mình mở mở video mình chiếu lại cho khách hát nè, mình tăng lên nè, tăng để micro em tăng 2 micro thôi, sub 2 micro nè, mình kiểm tra lại nè trên màn hình nè, thấy không? Easy đó, nó vẫn cứ chạy bình thường, nó chạy điều khiển ngầm bình thường, miễn sao cái phần mềm này mình đóng phần mềm điều khiển XR XR mình đóng tạm lại, mình nhỏ nó xuống chứ mình đừng có tắt đi là được. Đừng tắt nó đi là được. Mình để mình xem thôi, mình tắt đi cũng được, thế tùy theo cách cấu hình của anh em. Của mình thì mình dùng MIDI in của cái mixer nên thành là mình tắt đi vẫn được. Ví dụ đây nha, đây là bốn cái mirror, bốn cái micro mở hết nè anh em, bây giờ mình tắt nó đi nè. Hôm nay mình tắt đi. Rồi. Bây giờ là không có ít đạt nữa, không có phần mềm nữa, đạt đây là mình không có cái nào hết đó, không có nào chạy nữa hết. Rồi, tắt đi. Vẫn miễn sao mình để cái này. Giờ mình sụp cái này xuống, bốn này xuống, để cái này là được. Sụp bốn này xuống. Rồi mở cái phần mềm lên lại, chúng ta xem lại. Không, sụp xuống không? Rồi chúng ta tắt nè. Chúng ta đẩy lên nè. Đẩy bốn micro lên nè. Chúng ta mở phần mềm điều chỉnh lên xem lại. Đó, đẩy bốn micro lên không? Rất là tiện lợi, anh em không cần mở phần mềm vẫn được. Đó là cái bàn phím như này. Chúng ta có thể cấu hình qua máy tính hoặc là chúng ta có một cái cấp chuyển cái đầu này sang MIDI, sang lệnh MIDI thì nó cắm trực tiếp vào cái cổng MIDI của XR. Thôi video ngắn thôi, cơ bản là giới thiệu anh em cái sản phẩm nó thích hợp với nhu cầu của anh em thôi. Anh em thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ số điện thoại ở trong cái video nha. Em không có trả lời các cái tin nhắn bình luận đâu nha, thông cảm cho em. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại.